chị em xin những người đang treo những cái dù lên cao vui lòng buộc cái dù lại. Tại sao biết không? Vì những người lùn ở xa không nhìn thấy gì ở trong này. Mà nếu chúng ta dương cái dù lên thì những người sau sẽ không nhìn thấy gì trong cụm thánh hết. Anh chị em cụm dù xuống, từ khi nào mà mưa về lại dương lên, nó có sao đâu. Đó, còn những cái dù đó cụm xuống đó để mọi người có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy ai? Nhìn thấy Chúa. Nhìn thấy Chúa, thấy chị em. Vì ở đây có rất nhiều ông gia kêu, tôi cũng là gia kêu mà phải đứng trên cục này, nhưng mà nếu mà tôi đứng dưới thì anh chị em cũng chẳng thấy tôi đâu hết. Và nhiều anh chị em ở dưới, tôi thấy hình ảnh nó đẹp. Đẹp ở chỗ là quay nên leo lên mãi phía trên cái chỗ kia người ngốc. Có em bé mà có lần tôi về với thánh mà nó bám cái hàng rào nó dơ theo tay lên. Có lần chúng tôi đi ra ngoài miền Bắc, đi lên lễ ở ngày đại lễ lòng Chúa Thương Xót năm 2012. Thì 3 ngày dân 9 thánh lễ ở 9 nhà thờ trong 3 ngày. Và cứ sáng một lễ, chiều một lễ, tối một lễ. Và anh chị em ở ngoài đó họ không biết đông như anh chị em đang ở đây. Mà đông đến mức độ người ta ngồi lên mấy cái nóc nhà bên cạnh, hàng xóm xung quanh ấy. Tại vì mấy nhà xung quanh là thờ nhà người giáo dân không ạ, chứ không phải như ở đây. Ở đây mà muốn tìm một nhà người giáo dân thì anh chị em phải đi 2 cây số đến 2 cây số rưỡi mới có người công giáo. Đây là vùng truyền giáo, xung quanh này toàn là những người không có đạo. Cho nên có những người mà họ tò mò, họ muốn biết coi lễ lòng Thương Xót là cái gì mà làm sao người ta đông như vậy. Cho nên họ leo lên gốc lên ngọn cây, rồi họ leo lên nóc nhà, rồi leo lên hàng rào. Mà khi cái máy view nó quay thấy được những cảnh đó, thấy dễ thương. Có người ngồi tòm tem trên cái cây mà giống như làm xiếc. Có người bám cái hàng rào, mà có đứa nó bảo con không hiểu sức mạnh nào mà hôm đó giúp con leo vậy mà con không sợ. Ngày thường con sợ lắm, mà hôm đó con ngồi lơ lơ lửng lửng trên ngọn cây mà suốt thánh lễ 13 tiếng đồng hồ mà con không té xuống được cũng hay lắm rồi. Thưa chị em, lòng Thương Xót có một cái sức hút kỳ diệu, kỳ lạ. Anh chưa có đồng ý điều đó? Có đồng ý không? Kỳ lạ lắm. Và tôi thấy ngay ở xa kia có những cái em nó đang đứng mãi tiếp lên trên vai của bố nó. Có anh kia đứng mãi tiếp lên cái ghế để mà nhìn vào trong này được. Rồi cái đứa bé nó leo lên cả cái núi đá nó đứng nhìn. Thì lòng Thương Xót Chúa có một cái sức hút kỳ diệu, kỳ lạ như vậy. Cho nên đáng lẽ mà một cơn mưa mà đổ xuống thì người ta chạy ra hay chạy vô? Thì tôi nghĩ đi, nếu mà cơn mưa đổ xuống, người ta đi đâu mà tới mưa là người ta chạy về. Theo hồi chạy về nhà cho nó chắc ăn. Mưa gió chả đi đâu được. Vậy mà đây cứ mưa thì lại càng ùn ùn kéo đến. Lúc 2 giờ tôi đi một vòng để dọn dẹp vệ sinh, coi chỗ nào mưa thì rồi để đánh dấu bây giờ còn nó sửa. Tôi bảo biết đánh dấu chỗ nào bây giờ, đi chỗ nào bóng rồi. Khổ. Anh chị em thấy đứng lúc sau lúc suốt, vừa mới cái máy nhựa vừa mới dán keo xong nó chưa kịp khô nên mưa nó lại đỏ xuống. Lúc nắng thì mình chết keo, mà tôi biết chỗ nào nó rồi đâu mà chết. Mà chỉ lúc mưa thì mới biết là nó rồi, mà mưa thì lại không chết được. Vì mưa nó chết rồi nó chơi, nó keo nó chơi hết. Khổ. Đi ngó thấy bà con ngồi lúc sau lúc suốt, thấy thương quá. Mà keo thì nó không có khô được, cho nên cứ bị nó rồi. Cái máng cái xối thì sửa tới 5 lần, 7 lượt. Nó cứ vậy, nó rò, nó rỉ rồi, nó hắt đủ thứ hết. Tôi bảo cái này thôi, thành luôn cái máng mới thì chứ giờ cứ sửa mãi thì sửa tới bao giờ. Rồi bỏ luôn cái máng cũ thì thay cái máng mới rồi thôi dùng cái. Rồi cứ tiếc và thanh tra sửa lại, sửa tới bây giờ. Lúc này tôi ra tận nơi tôi thấy bảo này thì thua rồi. Bà con cứ ở dưới mà mưa thì cứ hắt ở trên cái máng nó không chảy kịp, nó cứ rò rỉ ra. Rồi bỏ cái máng đi, thay cái máng khác đi cho rồi. Rồi cái máy này, mấy cái máy mưa xuống nó dập lên, dập xuống, cái bạc nó lại rách. Đây cứ vá rồi dán chẳng, nó thay luôn cái mới cho rồi. Được không? Vá, sửa, dễ, thay cái mới dễ.
thay cái mới dễ hay là sửa lại thì dễ? Làm nhà mới dễ hay sửa lại nhà cũ nó dễ? Mấy người bảo sẵn đã bắt cái nhà thờ đi xây mới cho nó rồi, cả nước sửa hết chỗ này rồi sửa chỗ kia. Đấy, nên đập chỗ này anh chị em thấy không còn chỗ nào nữa. Anh có nghe gì đâu, ngồi đó thì không. Ôi xuống rồi ta. Ôi xuống rồi, ôi xuống. Bà hôm nay cả không biết sức con để chạy lung tung quá. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Nó nghe gì đâu, nó ngồi đi bay nó nghe thấy. Nó không nghe. Đấy, không nghe rõ gì nữa không? Đấy, đấy. Thì ta thấy là mình vẫn luôn luôn là nó làm mới nó dễ hơn. Mình ta cứ sửa này sửa biết bao giờ, về 6 tháng sửa hết 5 tháng rưỡi. Cứ sáng là sửa, chiều lễ xong sáng mai sửa tiếp. Hết dột chỗ này bít chỗ sau lại, dột lại bít lại dột mãi lên chèm. Thì chúng ta thấy rằng là bình thường chúng ta vẫn như vậy, phải không? Phải không? Chúa có vậy không? Chúa có vậy không? Nghĩ đi, Chúa có vậy không? Nghe câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay. Câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay: con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Tất cả mọi người nghe lại cho rõ. Đây là câu căn bản của lòng thương xót. Nếu mà không có cái này thì không có lòng thương xót. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa. Nhớ hai chữ giùm tôi. Thứ nhất là con người đi tìm kiếm. Thứ hai là cứu chữa. Cứu chữa to lên. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa. À, bây giờ chúng ta vỗ vai người bên trái, còn có đi tìm thấy người nào không? Nhà vỗ vai người bên trái là tìm kiếm, và vỗ vai người bên phải là cứu chữa. Nha, bên trái là tìm kiếm, bên phải là cứu chữa. Con người đi tìm kiếm. Tôi thấy mấy người chả có đi tìm gì cả. Chả ai xin đi tìm cả, cứ ngồi chơi chơi ra đó như vậy, cứ khoanh tay như vậy, không có được. Nghe lời Chúa thì phải làm, chứ không nghe để đấy. Con người đi tìm kiếm và nắm hai tay hiền bên cạnh. Tôi nói những gì đã thì chị em nắm hai tay hiền bên cạnh, nó giang tay ra và nắm kia như một vòng người sau giang tay rồi bỏ tay lại, hai nắm hai tay ông bỏ tay bà ra, cứ tay bà mà nắm tay bên cạnh đấy, cứ nhìn bà thì dễ quá. Tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Hà như lắm hai tay hiện tại là những người đã hư mất. Tôi, ông bà, anh chị em là những gì đã hư mất. Mà hôm nay Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ôi trời, chẳng ai làm gì cả. Tôi nói rồi. Đến đây mà không làm gì là không nghe mà không làm. Về nhà còn hy vọng gì mà làm. Ở đây bao nhiêu người đây mà chưa sự làm, về nhà làm với ai? Lặp lại, bên trái là tìm kiếm, bên phải là cứu chữa, lắm hai tay nghỉ bên cạnh là hư mất. Con người đi tìm kiếm. Tìm kiếm đã nắm tay cái gì? Ông bỏ cái má lại. Cái tìm kiếm chưa đi tìm mà đã nắm chặt rồi. Phải đi tìm ra rồi mới nắm. Không có chịu đi tìm mà cứ nắm cái đâu mà nắm. Phải đi tìm kiếm xong rồi mới cứu chữa những gì đã hư mất. Nhớ dù, bên phải, ở bên trái, con người đi tìm kiếm, bên phải và cứu chữa. Nắm hai tay, những gì đã hư mất, những gì đã hư mất. Đấy, chúng ta thấy Chúa của chúng ta khác mình ở chỗ đó. Mình thì đặt đi làm mới còn hơn. Bỏ cái máng đi dùng tôi, may thay cái máng nó mới dùng tôi, dễ quá. Mà anh thợ anh cứ bảo, thư trang nó uổng quá, nó còn xài được để con sửa. Để con chữa lại, con sửa còn xài được. Ví dụ, thư trang nó rách nhưng mà còn phá được, để cho con phá lại, còn xài được. Còn nếu mà không có lòng thương xót là bỏ đi làm cái mới. Đắp cái nhà thờ này đi xây cái nhà thờ mới. Tôi gặp cha tổng đại diện
đang sửa chữa nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ngài nói là người thà đập nhà thờ đi và xây nhà thờ mới còn dễ hơn nhiều. Bây giờ trùng tu sửa chữa lại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn phải làm sao cho nó đúng cái mẫu mã cũ, màu gạch rồi nói cái thứ làm lại, tô lại công phu vô cùng. Phải đi tìm những người thợ chuyên môn từ bên Pháp, phải sang tận bên Pháp nhận cái gói, nói đúng cái gói đó, khó vô cùng, vất vả vô cùng, tốn kém vô cùng. Chúa của chúng ta đã vất vả, đã tốn kém, đã trả giá không phải là mấy tỷ để sửa lại cái nhà thờ. Cái mà cha đất nhà thờ này đi có 20 tỷ là sửa lại được, cái đó thì dễ rồi. Nhưng mà liệu đập nhà thờ đi xây nhà thờ mới 20 tỷ có ai đến hay không mới là quan trọng, có phải không? Nhà thờ có 100 tỷ mà người ta không đến thì 100 tỷ có nghĩa gì không? Không, nhà thờ này chẳng có tỷ nào mà cả tỷ người đến có sướng rồi. Cho nên là Chúa của chúng ta bảo rằng không, con cứ để nó vậy, cứ để nó méo mó vậy, đó mới là lòng thương xót. Lòng thương xót là phải đến những cái nơi nghèo, nơi khổ, phải đi tìm kiếm mà. Chứ đâu phải khơi khơi mà có, tìm kiếm rồi thấy nó lệch lạc, thấy nó méo mó, thấy nó sọ xiên thì cứu và chữa. Những cái gì đã hư mất, đã hư mất có nghĩa là không còn hy vọng gì rồi. Cha ơi, con của con hư mất rồi, cha ơi chẳng còn hy vọng gì nữa. Chúa bảo còn nước còn, không còn nước vẫn còn, đó mới là tín thác. Còn nước còn tác thì là đã phải tín thác chưa? Chưa, tại vì còn nước mà thì tôi còn tác. Và bây giờ không còn nước mà vẫn tắt nước chứ phải tắt tay. Không còn nước mà vẫn tác, đó mới là tín thác. Tại vì nước của lòng thương xót không bao giờ cạn. Người ta nhìn thấy như thử là nước của lòng thương xót cạn, nhưng mà nước ấy không bao giờ cạn. Thưa anh chị em, còn nước thì vẫn còn ta. Chúa của chúng ta đi tìm từng con người một, đi tìm từng tâm hồn một mà đưa về đây. Anh chị em không thể về đây được nếu Chúa không đi tìm. Nếu Chúa không đi tìm, con không về đây được, đúng không? Mà về đây còn nói chuyện nữa sao? Thế chứ, về đây là phải chăm chú mà nghe lời của Chúa, kệ mọi chuyện, đừng có bận tâm gì cả. Vì tất cả chúng ta đều là những gì hư mất. Sáng xem đang bận tâm vì cái anh chàng tôm điếc này đây. Điện thoại con đâu? Điện thoại cái đâu mà người lấy để quay á? Điện thoại em đâu? Tôi lấy điện thoại, bỏ tôi biết mà biết xài điện thoại. Nó lành iPhone đỏ vàng, biết chưa? Tôi đã nói tay rồi, phấn khởi chưa? Coi nghe coi hiểu gì không? Có một người hiểu, ai? Chúa hiểu. Chúng ta vẫn hát vì đó ai cũng hiểu, có một người không hiểu. Đây ai cũng không hiểu, chỉ có một người hiểu. À, chúng ta nãy giờ cứ phải bận tâm vì anh ta. Đây, Chúa đi tìm kiếm và cứu Chúa đi gì đã hư mất đây. Anh ấy không nghe, anh ấy không nói được, mà anh quay video bài giảng của tôi cho người khác được không? Anh sẽ thấy không? Chúa đi tìm kiếm và cứu Chúa gì đã hư mất đi. Một người câm điếc đang ở giữa chúng ta, rồi một người là người nhà ưu hương đang ở giữa chúng ta đây. Đối với chúng ta thấy rằng là hư mất rồi, chẳng còn hy vọng gì. Nhưng thưa chị em, chưa chắc gì người nói được như tôi mà đã có phước hơn anh ấy đâu. Anh ấy không nói, anh có chửi được không? Anh có nói hành nói xấu được không? Vậy thì ai là người có tội nhiều hơn? Người nói là thay người không nói được. Đấy, thấy chưa? Có. Mày có biết nói xấu không?
Có biết chửi thầy không? Thưa chị em, rồi chúng ta bảo là nó biết nó không nghe gì. Nó không nghe thì nó cũng chẳng nghe ai nói xấu ai cả. Còn mình thì nghe được, cho nên là cứ nghe lời tốt thì không nghe, mà nghe lời nói xấu thì nhiều. Người ta nói điều tốt, nói lời của Chúa thì mình chẳng nghe, mình một mình nói chuyện. Nhưng mà bà, cái gì đấy, cái đứa nào nó làm cái gì đấy, nó đang khóc quá hay đấy, cái con nó đi lấy chồng rồi, cái thằng đó nó đi theo con lý nào coi, cái gì chúng ta thấy là rõ ràng, người mình cứ nghe và cứ nói những điều mà không nên nói, không nên nghe. Vậy thì một con người tâm biết như thế này, thưa anh chị em, có thực sự là hư mất chưa? Chưa. Chúa vẫn đi tìm kiếm và cứu chữa. Mẹ, con lên con dắt con của con về đi. Người mẹ lên dắt con mình về. Con lên đi tìm kiếm và cứu chữa. Đó là con biết phải đứng để bảo vệ con này à? Trời ơi mẹ thì kỳ vậy. Mẹ phải đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Và thưa chị em thấy cái hình ảnh dễ thương nhất là người mẹ lại là người đau chân không có đi được. Cho nên tôi giả vờ tôi hỏi là sao không đi lên tìm bà ấy, đứng bà ấy vẫy lý do là chân bà ấy đau, bà ấy không đi được. Cái hình ảnh cực dễ thương không? Một người mẹ đau chân không đi được dẫn đứa con tâm điếc lên đây để xin Chúa chữa lành cho đứa con của mình. Chúa của chúng ta đấy thưa anh chị em, Chúa của chúng ta, mình đau mình không đi được, mình đứng mình vẫy, Chúa bảo không, ta không đi được thì tao lết, không đi được thì tao bò, và không đi được thì tao chấp nhận chết trên thập giá để cứu chữa những gì đã hư mất. Mình đau chân mình không dám đi tìm kiếm, Chúa từ trời cao Chúa xuống tắt đất thấp này để đi tìm kiếm những gì đã hư mất. Tìm kiếm không phải để trừng phạt, không phải để trừng trị, không phải để bỏ tù, không phải để xử bắn, nhưng để cứu chữa thương chị em. Cái hình ảnh đó là ông gì? Ông Gia-kêu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Những anh chị em mà tôi kể trong câu chuyện lúc nãy, hình ảnh có thật. Mình biết là hồi nhà thờ Chí Hòa trong tuần lễ cuối cùng mà chúng tôi chia tay, chấm dứt không có làm lòng tôi xuất Chúa ở nhà thờ Chí Hòa nữa. Nhưng ngày hôm đó thì người ta leo rào với bà, có những em thiên nguyên cái bảo ba thước mà sao tôi nhận cứu phải không, nó qua được cả ba thước. Không biết cái động lực nào thưa anh chị em, có một cái sức mạnh nào đó mà người ta có thể chịu trận được dưới mưa dưới nắng, mà người ta có thể leo lên tiếp trên ngọn cây, leo rào hôm đó là cả nó tới một đường cái. Có sức mạnh của lòng thương xót, sức hút của lòng thương xót nó làm cho người ta không có ngại ngần, không có xấu hổ, không có mắc cỡ, không có e thẹn gì cả. Cái ông Gia-kêu lùn này, ông thấp bé người, ông nghe biết về Chúa Giê-xu, ông thực sự ông muốn để xin Chúa chữa chưa? Nghe cho rõ, ông Gia-kêu, con người tội lỗi, người thu thuế tội lỗi, ông nghe biết về Đức Giê-xu, ông có phải là ông muốn tìm đến Đức Giê-xu để xin Chúa chữa không? Có không? Ai nói có như vậy? Nghe lại, ông Gia-kêu, ông nghe biết về Chúa Giê-xu, cho nên ông mới nhịn. Đông quá, nếu anh xem ở giáo điểm tin mừng này, đông quá, không thể nào chen vào được, không thể mất nhất không nhìn thấy được, cho nên mới leo lên hàng rào của hàng xóm để nhìn. Thì cái ông Gia-kêu, ông giống như là nhiều anh xem đến đây, nghe nói về giáo điểm tin mừng, ông chỉ tò mò muốn biết làm sao mà người ta đến đông như vậy, thế không? Có nhiều người đến đây cũng chỉ vì tò mò. Có nhiều người đến đây là vì thắc mắc là người ta đến đông như vậy là tại sao? Có chuyện gì xảy ra ở đây? Cho nên mới tò mò mà đứng nhìn. Chúa thấy cái sự tò mò đó, chỉ cần một chút tò mò đó thôi, Chúa biến đổi cái con người ấy. Chúa thấy được cái tấm lòng của ông Gia-kêu, dù chỉ khơi lên cái sự tò mò thôi, Chúa bảo
ông đã kêu ông xuống đây. Chúa vẫn mời gọi chúng ta xuống đây. Chúa mời gọi chúng ta đến đây. Anh chị em ta là những gia kêu, tôi cũng là gia kêu, anh chị em cũng là những gia kêu thấp lùn, bé nhỏ, là cái lòng của mình nó bé, lòng của mình nó hẹp, chỉ biết nghĩ đến lợi, biết nghĩ đến danh, biết nghĩ đến tiền mà thôi. Nó bé, nó hẹp, cái con người thấp lùn bé không phải là về thể xác, nhưng mà tâm hồn mỗi người chúng ta bé mỏng, bé nhỏ, nhỏ bé, nhỏ hẹp. Chúa gọi xuống và Chúa nói: hôm nay tôi đến ngự trong nhà ông, tìm diệu không? Thì thấy không? Anh chị em đến đây và Chúa nói với từng người anh chị em là: hôm nay ta sẽ theo con về nhà. Được không? Được không? Đấy, sướng là chỗ đó. Anh chị em đang buồn, đang tôi đi lang thang bởi vì đâu, đang lang thang như vậy. Chúa gọi lại đây, đến giáo điểm tin mừng này. Đến xong rồi nghe lời của Chúa, gặp gỡ những chứng nhân, chầu thánh thể, đọc kinh lòng thương xót Chúa, lần Chúa mới côi. Người ta thắc mắc của sao người ta lần Chúa số sáng như vậy, sao người ta cầu nguyện số sáng như vậy, sao người ta ngồi mấy tiếng mà không mệt mỏi như vậy. Rồi thì Chúa nói với từng người: hôm nay tôi theo ông về nhà. Hôm nay tôi theo chị về nhà, hôm nay tôi theo bà về nhà, hôm nay tôi theo cô về nhà, tôi sẽ ở trong nhà của ông. Thưa Chúa, nhà con nhà vách lát, thưa Chúa, nhà con ở vùng sâu vùng xa, thưa Chúa, nhà con ở mãi hẻm mà làm sao mà Chúa đến được, làm sao mà Chúa ở được. Bất chấp tất cả, người ta bảo ông để đến ăn uống với con người tội lỗi, để đến cái nhà của người tội lỗi này mà Chúa còn chưa ngại, huống chi là nhà cấp 3, huống chi là nhà cấp 4. Cái căn nhà tội lỗi là tâm hồn của mình này, mà Chúa ngự vào trong bí tích thánh thể, lát nữa mình thánh Chúa Kitô amen xong rước lấy là Chúa ngự vào nhà mình. À, thấy chưa, như là ngự vào nhà của ông Gia Kêu, thấy chưa? Có phải chỉ có chuyện của ông Gia Kêu đâu, mà chuyện Gia Kêu là chuyện của tôi, của ông, của bà, của anh chị em, của mỗi người chúng ta đến đây thì rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, mình thánh Chúa Kitô. Hôm nay tôi ngự vào nhà bà, xong thưa amen. Anh chị biết thưa amen, khi mà thưa amen là mình thánh Chúa Kitô, nghĩa là vâng, con tin là đây là Chúa Giêsu. Vậy thì thay vì nói là mình thánh Chúa Kitô, hôm nay tôi tưởng mình thánh Chúa rằng hôm nay Chúa Giêsu đến ngự trong nhà chị. Amen. Vâng vâng amen, tức là ok, là ok, là đồng ý, là đắc có. Vâng, Chúa ở trong nhà, đến nhà con chơi nhé. Trời ơi, chốc nữa Chúa về nhà con chơi nha. Thì ra nhà con không đánh bài nữa, thì ra nhà con không nhậu nữa, thì ra nhà con không cãi nhau nữa, vì có Chúa ở trong nhà con. À, biến đổi kỳ diệu nó nằm ở chỗ đó. Cái biến đổi kỳ diệu nó nằm ở chỗ đó. Thì chân rước với mình thánh Chúa, trân trọng mình thánh Chúa Kitô, chân đưa tay ra đón nhận với mình thánh Chúa, là lời mời gọi là: tôi đến ngự nhà bà nhá, tôi đến ở nhà ông nhá. Rồi thì bà nào được Chúa ngự vào nhà mình muốn lên nói với cho mọi người coi, chia sẻ cho mọi người coi Chúa ngự vào nhà con như thế nào. Là con hả? Con Chúa ngự vào nhà con như thế nào con hả? Rồi con lên đi con nói coi cho mọi người Chúa ngự vào nhà con, Chúa biết rồi con ra sao, chia sẻ cho mọi người. Kính thưa cha và cùng đoàn, con là Teresa, người thích đi Nga, con ở giáo xứ Tân Bình, giáo là Bảo Lộc. Thì con cũng được ơn trở lại với Chúa cách đây 10 năm rồi. Thưa cha, là con kể từ đầu là, và con rất là một người con tội lỗi. Đôi khi con vẫn biết con tham lam, con lấy tiền của người ta, nhưng mà con nghĩ ma quỷ nó cám dỗ con là cứ lúc chết là xin Chúa tha tội, nên là cứ vậy con cũng nhắm mắt quen. Nhưng mà thưa cha, đây là con trai của con ạ, thì từ 3 tuổi thì cháu không biết nói. Thì cái ngày hôm đấy con thưa với cha là có người nói là về lòng thương xót đưa cháu đi để cầu nguyện cái chị ở bên Mỹ về, thì con cũng không tin, con tưởng cái đẹo gì con cũng không tin. Nhưng mà cái hôm đấy bố chồng con về bảo mày đưa cháu đi để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì con vẫn không tin.
chiều hôm đấy là lễ 19 tháng 3 á, là lễ của Thánh Giuse á. Thì hai vợ chồng con cứ nhờ nhau chở cháu nó đi. Thì mưa rất to nhưng mà cuối cùng hai vợ chồng con cũng đưa đến chỗ nhà xứ Thanh Xuân ấy. Thì con đến mà con vẫn không tin, tại vì con cứ thấy nó lẹ như thế nào ấy. Thì giờ cầu nguyện nhưng mà con cứ thấy cái chị đấy chị cho các bé ăn kẹo, con lại sợ cái đẹo gì. Mà cho thôn biên thì họ con cũng khiếp, nhưng mà con bảo chứ lúc này chứ tặng tay cầu nguyện cho các em đấy ấy. Xong rồi con cũng không tin. Thì thôi lúc ấy Chúa kêu con lên, tôi nghe chị chỉ con đứng mãi ở cái cuối đó, ở dưới cùng. Thì chị bảo chị lên lại, lúc con lên thì chị đặt tay đưa cho em là con nằm xuống mất 3 tiếng lúc hồ. Rồi cho em nói là con bị quỷ nhập thì con cũng không biết. Từ lúc ấy đổ đi là có ơn Chúa trong người con. Thì con thấy thầy con của con cũng tập tịa, cũng nói được, nhưng mà giờ vẫn tăng ngọc. Nhưng mà Chúa lại ban cho một ơn rất là lớn. Con cũng muốn bước eo lên đây để làm nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa từ ở chính mùa hè cơ. Nhưng mà mấy lần con cũng nên gần đến đây, nhưng mà chắc Chúa nghĩ chưa đến nhờ. Thì hôm nay Chúa kêu con lên thì con cũng làm nhân chứng cho Chúa. Thì cứ mỗi tháng con nói Chúa ơi, Chúa ban cho con một linh hồn. Mà thực sự thật con, nhiều lúc con mừng quá mà con mạnh hết cả người. Con phải Chúa cho con một linh hồn nào cô ghê nguội lạnh còn để con dắt đến với Chúa. Con những người bỏ xuống 18 năm, 10 năm không xưng tội, không đến nhà thờ, thì cứ mỗi tháng là Chúa ban cho con một người. Con đi tìm mãi ở trong rừng rồi, ở Tân Lai rồi ở đâu con cũng đến mưa một người đến với Chúa. Tại ơn Chúa này giờ rất được nhiều người, con họ quay về với Chúa. Con tên là gì? Con là Trang Trang. Con bao nhiêu tuổi? Tôi ạ. Mấy tuổi? Tôi 10 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5. Con biết làm dấu không? Không. Rồi, con làm dấu cho mọi người coi. Con là con thầy hẳn Trang Trang. Và tiên chị em, người chị em của chúng ta vừa mới chia sẻ như là gia kêu, đó là Chúa sở chạm đến, Chúa đốt đến lòng tư xuất của Chúa. Ngài xin bảo rằng cái đạo gì đó là cái gì mà kỳ cục của Chúa nghi ngờ, nghi ngại. Nhưng mà Chúa nhờ một người khác đến nói cho chị đi đến và được gặp gỡ Chúa, được Chúa đốt chạm đến. Không phải là ai, bất cứ ai có thể, người giao dân, một số người thì hay bị cái bệnh là cho rằng mình đặt tay để chữa lành cho người khác, đó là hoàn toàn sai. Nha, đừng có người giáo dân nào mà khoe kể công kể lên là tôi đặt tay cho người này được chữa lành, người kia được chữa lành. Chỉ có Chúa làm chuyện đó mà thôi. Rồi đặt tay rồi người ta té lăn ra, rồi bổ lăn bổ càng ra cũng chẳng có cái gì là lạ đâu thưa anh chị em. Cái điều quan trọng nhất là sự biến đổi về tâm hồn người chị em này. Chúa sờ chạm đến để sau 10 năm mà khô khan ngồi lại bỏ Chúa, không biết cái lòng thương xót của Chúa, để Chúa sờ chạm, Chúa đụng chạm đến và chữa lành cho đứa con của chị ấy, để chị ấy xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và một khi đã đón nhận được ơn của Chúa rồi thì mỗi người chúng ta phải trở thành người con người đi tìm kiếm. Quay đầu với con người đi tìm kiếm. Mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu là con người biết hoa. Con người trong bài tin mừng là Chúa Giêsu con người biết hoa. Còn mỗi người chúng ta là con người biết thường đi tìm kiếm. Chỉ có nhiệm vụ là đi tìm kiếm thôi. Những người khô khan ngồi lại tội lỗi, Chúa nhờ bàn tay của ta, Chúa nhờ đôi chân của ta để đến với những anh em ấy. Để làm cái gì? Để đưa họ đến với lòng thương xót của Chúa, để Chúa cứu chữa chứ không phải mình cứu chữa. Đừng bao giờ cho rằng mình cứu mình chữa ai, mình cứu linh hồn này, mình cứu linh hồn kia. Chị ấy chỉ làm nhiệm vụ là đi tìm kiếm những linh hồn khô khan ngồi lại chưa biết cái lòng thương xót của Chúa. Và đó cũng là nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, đi tìm kiếm những gì đã hư mất để chính Chúa cứu chữa những gì đã hư mất chứ không phải chúng ta.
Và từ Chúa, những người chị em này đã làm công việc mà Chúa kêu mời chúng ta ra tặng cho con cái máy này để con nghe nha. Nếu mà Chúa không cứu chữa con thì bây giờ con không nghe được. Giống như anh bạn lúc nãy của con là không nghe mà không nói được. Nhưng con đã nghe, con nói hơi ngọng, nhưng mà nhờ vậy mà con vẫn còn được ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa, hai mẹ con của con. Chúng con đi về bình an. Thấp quá, Gia Kêu. Rồi Gia Kêu kể cho mọi người nghe về tên gì. Con chào Chúa, con chào con là Anna Nguyễn Thị Loan, giáo sư Phúc Sơn của thuộc huyện Đông Hà, Lâm Đồng. Con mới biết lòng thương xót của Chúa vừa tháng 8, nên là con có một người em của con là một năm không liên lạc được, cho nên là con biết nghe nói là dưới nhà thờ giáo hộ dưới con có lòng thương xót, nên con đi cầu nguyện là con cầu xin cho em con được liên lạc với con. Sau con chưa về tới nhà, đi giữa đường là em con nó điện về cho con, sau là con mừng con được Chúa nhận lời là ơn thứ nhất. Một năm. Còn ơn thứ hai nữa là con có cái ông ở gần nhà con là cũng bỏ đạo mất chắc mấy tháng không đi lễ không làm gì nữa, nên con đi lòng thương xót chứa về con bàn ông, sau con cho ông một cái máy, sau con bảo là phải nghe, sau là mấy lần ông nghe là con cứ nói là nếu không nghe không mở là con lấy máy lại, sau ông mở nghe là vừa này ông đi lễ rồi đi lễ misa rồi xưng tội mới hôm bữa tháng 8 vừa rồi xuống đây là xưng tội luôn rồi. Ơn thứ ba của con là con có cái thằng con trai 2 tuổi ăn rồi đi cắn người ta, cắn bạn rồi cắn người lớn nó cũng cắn hết. Sau hôm tháng đầu tháng 9 con đưa xuống đây là cha đặt tay là vừa này về nó hết cắn luôn rồi. Một hơn nữa là có một cái ông lấy vợ người bên giáo mình, nhưng mà ông không theo đạo mình, chỉ cho mẹ con theo thôi. Là chắc ở bữa đây con ông là 20 mấy tuổi rồi. Sau về con trụ bà vợ đi làm thương xót ở đây. Là bữa này bà về bà nghe bài mấy lần đầu là ông không kịp nghe. Sau lần là ông nghe là ông lấy máy của bà luôn, là hôm bữa nào mà có cái người lên làm tiếng mà người đạo Phật mà 10 ngày không ăn không nói đó. Ông nghe được xong bữa này về ông đi xin học giáo lý rồi chuẩn bị rửa tội này làm phép chọn rồi. Trả rồi, con mua thêm cho một cái nữa rồi, con cho ông thêm một cái rồi. Con cho, rồi một hơn nữa là khi con bé con tay nó bị như kiểu là căng lên là nó bị con thì người rồi ép. Sau hôm con thì ngồi cho tay nè. Sau hôm tháng ngày 29 tháng 8 còn đem xuống đây là cha đặt tay còn nguyện bây giờ nó hết luôn, tháng sau mấy tháng này nó cũng không lên nữa. Con xin hết. Cho tặng cho mình cái máy nha. Cho tặng con cái máy để con tiếp tục ra đi đem tin mừng của Chúa đi tìm kiếm những con người nghĩa vụ không phải là cho con nha. Nghĩa vụ con là đi tìm kiếm những tâm hồn khô khan của lạc ấy mà đưa họ đến với lòng thương xót của Chúa. Nhớ không? Có ông Gia Kêu hả?